Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung chồng của ca sĩ Bảo Thy là đại gia nức tiếng Hà Tĩnh. Anh là một doanh nhân gốc Hà Tĩnh và có quan hệ làm ăn với gia đình Bảo Thy. Sau một thời gian hợp tác kinh doanh, Bảo Thy và Phan Lĩnh đã bắt đầu thương mến và nảy sinh tình cảm. Trong mắt Bảo Thy, Phan Lĩnh là một người đàn ông tốt, được nhiều người tôn trọng và sống rất có nguyên tắc. Trước đó, vào thời điểm ra mắt MV mới, khi được hỏi bạn trai có ghen không khi quay cảnh thân mật cùng với bạn diễn nam, Bảo Thy đã cho biết anh hiểu về tính chất công việc của cô và hoàn toàn ủng hộ. Tôi đang hạnh phúc trong chuyện tình cảm, giờ tôi muốn bản thân như một cô công chúa bên anh ấy. Tôi muốn được bạn trai chiều chuộng, nâng niu, coi tôi như báu vật. Có như vậy thì tôi mới thấy hạnh phúc, Bảo Thy chia sẻ. Là một người phụ nữ tự chủ về kinh tế, Bảo Thy đã tâm sự. Cô không yêu cầu quá nhiều về vật chất, nhưng cần một người đàn ông có bản lĩnh, khiến cho mình nể trọng ở cả mọi mặt và có thể làm chỗ dựa cho gia đình. Dù chưa bao giờ kể về kinh tế của bạn trai, nhưng qua chiếc nhẫn cầu hôn mà anh tặng cô vào mùa hè tại Maldives thì nhiều người đoán chồng của cô là một doanh nhân giàu có. Sáng ngày 15 tháng 11, ca sĩ Bảo Thy và chồng doanh nhân Phan Lĩnh đã cử hành hôn lễ ở nhà thờ với sự tham gia của những người thân thiết. Buổi lễ diễn ra khép kín, chỉ có gia đình, bạn bè hạn chế truyền thông tác nghiệp vì muốn sự riêng tư. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Bảo Thy đã đăng tải một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong hạnh phúc trong lễ đường và những dòng tâm sự về ông xã. Cô cũng tiết lộ thêm cảm xúc đặc biệt trong ngày đầu tiên làm vợ người ta, Bảo Thy viết. Thy vừa được trải qua giây phút rất thiêng liêng cử hành hôn lễ trong thánh đường của nhà thờ. Thy đã thực hiện được ước mơ của mình. Ngày bé cũng như các bạn gái khác, Thy luôn mơ mộng mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử, rồi khi đã trưởng thành, nhận thức được ý nghĩa cũng như những giá trị thật trong cuộc sống, Thy lại muốn mình sẽ gặp được một người luôn đối xử với mình như một nàng công chúa. Và người đã mang đến cho Thy cảm giác đặc biệt ấy chính là anh. Chia sẻ về ông xã, cô cho biết, anh là người nóng tính nhưng có trái tim ấm áp, mang lại cảm giác an toàn cho cô. Anh là một người không biết lãng mạn, cũng chẳng biết nói ngôn tình, chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho Bảo Thy cũng như mọi chuyện xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất. Anh cực kỳ tôn trọng và luôn ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của Thy, nhưng không đồng ý để Thy phải vất vả, càng không muốn Thy phải nặng nề áp lực với bất kỳ một vấn đề liên quan đến công việc. Chia sẻ về công việc, nữ ca sĩ cho biết, sau khi lập gia đình, cô sẽ lui về chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, tuy nhiên vẫn sẽ ra mắt các ca khúc để chiều lòng người hâm mộ. Được nép vào lòng của người mình sẽ gọi là chồng và giúp anh vững tinh thần để an tâm công tác, trở thành hậu phương vững chắc để cùng với anh vun đắp cho mái ấm gia đình sau này thì chưa bao giờ là một người tham vọng. Thì biết hài lòng với những gì mà mình đã nỗ lực có được từ lúc còn là một cô bé đến bây giờ. Thì chọn cuộc sống bình yên. Nhưng cộng đồng fan của Thy đừng lo nhé, Thy vẫn sẽ hát ra MV tặng khán giả và vẫn sẽ đi diễn nếu chương trình phù hợp có thể để gặp lại cộng đồng fan. Chắc chắn Thy sẽ cân bằng tất cả để xứng đáng là một người vợ, người mẹ kiêm người phụ nữ thành đạt trên con đường Thy sẽ bước đi trong tương lai, người đẹp bộc bạch. Bảo Thy xin được phép giữ lại cho mái ấm gia đình của mình một sự riêng tư nhất định. Vì với cô, gia đình là điều thiêng liêng quý giá nhất. Cô mong sẽ được khán giả dành tặng cho mình lời chúc phúc. Bởi đời người có thể tan hợp và kết hôn nhiều lần, nhưng lễ kết hôn trong nhà thờ thì chỉ được một lần duy nhất. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.